xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món bánh nữa. Món bánh này cũng rất là quen thuộc và gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, đó là món bánh tiêu. Thì về bánh tiêu thì có hai cách làm, một cách đó là từ bột pha sẵn và một cách nữa đó là làm bánh tiêu từ công thức truyền thống. Và hôm nay thì mình chia sẻ đến với các bạn cách làm bánh tiêu từ bột pha sẵn. Ở đây mình có mua một hộp bột bánh tiêu pha sẵn là 400g. Ở trong cái hộp bột này thì nó có luôn cả cái gói men nở. Ở đây là đường và đây là 20g mè trắng, có nơi thì còn gọi là vừng trắng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món bánh tiêu từ bột pha sẵn này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi khui cái hộp bột này ra. Đây, trong đây có một cái gói men nè các bạn. Mình sẽ cho hết 400g bột vào một cái thau lớn như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ cho bột ra xung quanh ha. Bây giờ các bạn sẽ cho men vào chính giữa. Ở đây là một chén nước ấm. Một chén nước ấm như thế này là khoảng 200ml nước. Bây giờ mình sẽ cho trước vào đây khoảng chừng 3 muỗng canh ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lắp bột lại để cho men nó có cái thời gian nó nở. Sau khoảng thời gian là 15 phút thì bây giờ các bạn nhìn thấy nè, cái phần men á nó nở ra nhiều như thế này nè. Lúc nãy là mình đã lắp bột lại nhưng mà sau khi nó nở là nó lên như thế này luôn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho hết cái phần nước còn lại vào. Tổng cộng là 200ml nước nha các bạn, là cộng luôn với cái phần nước mà mình đã cho vào để mà mình ngâm men từ ban đầu luôn đó nha, là 200ml nước. Giờ thì mình sẽ cho từ từ nước vào, mình trộn đều lên. Các bạn sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh đường, không quá vung. Nếu thích ngọt hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng đường lên. Cho vào đây khoảng một muỗng cà phê dầu ăn. Đây là bột sau khi mình đã nhồi xong ha các bạn. Lúc này thì các bạn nhận thấy là bột nó hơi ướt và nó hơi dính tay như thế này. Tức là nó hơi nhão nhão đó, các bạn cũng đừng lo lắng nha. Bởi vì đặc trưng của món bánh tiêu này thì cái bột của nó phải ướt như thế này. Rồi sau khi các bạn đã nhồi được như thế này, bây giờ chúng ta sẽ đi ủ bột. Các bạn sẽ bọc thực phẩm lên, các bạn sẽ ủ kín trong khoảng thời gian là 60 phút ha. Tùy theo thời tiết nữa. Ví dụ như thời tiết mà nhiệt độ nó đang cao thì chúng ta ủ nó sẽ nhanh hơn. Còn vào những ngày mà trời lạnh đó thì mình cần cái thời gian mình ủ nó lâu hơn nha, có thể là đến 2 đến 3 tiếng luôn á. Nhưng mà do là thời tiết ngày hôm nay rất là nắng nóng, ở Sài Gòn bây giờ là nhiệt độ là 39 độ C. Cho nên là mình sẽ ủ trong khoảng thời gian là 60 phút đó, thì bột của mình nó đã nở rồi. Sau khoảng thời gian 1 tiếng chúng ta ủ bột thì bây giờ các bạn nhìn thấy nè, bột nó nở ra gấp đôi luôn á, nở rất là to. Rồi các bạn rửa tay sạch sẽ ha. Bây giờ thì mình sẽ nhồi bột lại thêm khoảng thời gian 5 phút nữa để tránh tay dính bột á. Thì các bạn có thể là cho một tí dầu ăn vào tay hoặc là các bạn để lại một ít bột á, để làm ít bột khô á. Nhưng mà do lúc nãy là mình đã sử dụng hết cái phần bột luôn rồi cho nên bây giờ mình sẽ sử dụng dầu ha. Mình nhồi thêm khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Sau khi các bạn đã nhồi bột thêm khoảng thời gian được 5 phút ha, thì bây giờ các bạn đã lấy bột ra thật là dễ dàng như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho bột lên thớt để mà mình chia đều cái phần bột này ra. Bây giờ mình sẽ chia bột ra thành những phần bằng nhau nha. Rồi bây giờ đối với cái phần bột này nè, các bạn sẽ lộn ra. Ở bên trong thì các bạn sẽ lộn ra bên ngoài, bởi vì cái phần bột ở bên trong nó sẽ ướt và nó sẽ dễ bám vào cái hạt mè hơn. Đấy, mình bám tròn như thế này ha. Mình chấm nhẹ qua bên mè.
Rồi ha, các bạn sẽ cán mỏng cái phần bột này với cái độ dày là khoảng 0.5cm hoặc là 0.3cm nha các bạn, về độ dày ạ. Đây, bây giờ mình sẽ bắt chảo lên và mình sẽ chiên nha. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta ha các bạn. Đây là bánh tiêu. Và đối với bánh tiêu này thì có một số lưu ý như sau. Thứ nhất đó là về cái thời gian các bạn ủ bột. Nếu như mà các bạn ủ bột mà bột nó vẫn chưa có nở nhiều á, nó chưa có đủ thời gian nó nở, thì khi mà mình chiên bánh, bánh sẽ rất là dễ bị chai, sẽ không có được phồng. Và lưu ý thứ hai đó là các bạn cần phải chỉnh cái mức lửa sao cho nó đạt chuẩn nhất, tức là không nên cao quá và cũng không nên thấp quá. Rồi đây là bánh tiêu của chúng ta phồng rất là đẹp ha, từ bột pha sẵn á các bạn. Nếu như các bạn mà muốn cái bánh của mình á nó không có bị rỗng giống như cái bánh này, nó có nhiều cái rễ tre hơn, thì các bạn sẽ cán bột nó dày hơn một chút nha. Ở đây là mình cán bột nó mỏng nè, rất là ngon luôn. Màu bánh tiêu rất là đẹp ha, màu vàng nè, rồi màu trắng của mè nè, các bạn thấy không, nó bám đều trên cái bánh hết luôn. Đây, rất là đẹp. Đó, nó phồng như nè, như con cá nóc vậy đó. Đây nè, cái bánh này là mình cán nó dày hơn nè, cho nên là nó có nhiều rễ tre hơn nè, các bạn thấy không. Và bánh rất là mềm nha, không có bị cứng. Và khi mà nó nguội thì để lâu thì nó sẽ bị xẹp lại. Rất là ngon. Bánh tiêu này mà mình ăn kèm chung với bánh bò hoặc là xôi cũng rất là phù hợp. Rồi một lần nữa mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức làm bánh tiêu từ bột pha sẵn này nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Mọi góp ý cũng như là những thắc mắc của các bạn về cách làm bánh tiêu từ bột pha sẵn này, các bạn hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để trả lời đến với các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.